Mến chào bà con đang xem kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển nha. Hôm nay mình có trở lại nhà vườn của Đông Ý để cùng review, chia sẻ đến bà con và các bạn rất là nhiều mẫu cây bông trang để cùng giao lưu với bà con và các bạn trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì vườn của Đông Ý thì rất là nhiều loại giống như đỏ nhung lá cẩm thạch nè, rồi ngọc như ý nè, cẩm thạch sọc hồng nè, tất cả các loại sọc đột biến và phụng hoàng lửa nữa nè, rồi mỹ đỏ, lá mi cam, mỹ hường, cây giống phụng hoàng cam, là mấy cái này ngọc như ý nè, rồi đỏ kép, vàng son ngũ phúc, hường sọc, hồng sọc, cây giống rất là nhiều. Để cùng chia sẻ đến bà con trong clip hôm nay thì mình sẽ gặp em Như Ý để cùng đo thông số và báo giá nha bà con. Chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh của anh Liêm nha. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em ở clip trước, trong clip này cô chú anh chị cũng sẽ xem và ủng hộ kênh của anh Liêm cũng như clip của em nha. Thì số điện thoại của em là 0707069329 thì em lên cây giống đầu tiên nha để không làm mất thời gian của cô chú anh chị. Cây ngọc Như Ý, cây này cao 17, cây này cao 16. Thì mỗi cây ngọc Như Ý này như là cô chú anh chị mình làm 100.000. Bình quân cây 1,5 tấc ha. Dạ. Rồi, ok. Tiếp theo là đỏ nhung lá cẩm thạch. Em cũng có hai size nha. Cây này cao 30, cây này cao 13. Thì ở cây 3 tấc thì luôn của chú anh chị mình là 90.000, còn cây nhỏ này là 50.000. Rồi, ok. Đơn hàng mình giao lưu sao biết? Dạ, đơn hàng từ 300.000 em bao ship nha. Tiếp theo là cây Pháp Hường. Pháp Hường. Cây này cao 23 thì cái Pháp Hường như luôn của chú anh chị mình là 40.000. Cây giống mà có hoa ha. Dạ. Có hoa đây nha bà con. Rồi. Tiếp theo là cây vàng son Cần Thơ. Cây này cao 20 thì cây vàng son Cần Thơ giao lưu của chú anh chị mình là 50.000. Vàng son Cần Thơ. Tiếp theo là phụng hoàng lửa. Cây này cao 10 thì cây phụng hoàng lửa giao lưu của chú anh chị mình là 40.000. 40.000 một cây giống. Dạ. Okay. Tiếp theo là đỏ đuôi phụng. Cây này cao 23, cây này cao 19 thì cây đỏ đuôi phụng giao lưu cùng của chú anh chị mình là 70.000. Tiếp theo thì em lên combo 5 loại kép. Cây hồng kép cao 30, vàng kép cao 40, đỏ kép cao 19, cam kép cao 18, hường kép cao 32. Thì combo 5 loại kép cho luôn cùng chú anh chị mình là 400.000 em bao ship luôn. Rồi, đây. Cây nhỏ nhất thì cũng có bán 1,5 tấc hơn. Dạ. Cây này đọt rất sung, nhiều tược, 2 tược, 4 tược, 6 tược với cái đọt. Tiếp theo là cam kép. Cây này cao 16, cây này cao 17. Cây cam kép cho luôn cũng như vậy mình là 100.000. Cây này ngọt, cái cuốn đưa lên cái bông này nó xa quá ha. Cây này 100k. Dạ. Rồi. Tiếp theo là hồng kép. Cây này cao 20, cây này cao 21 thì mỗi cây hồng kép cho luôn của chú anh chị mình là 50.000. Rồi, hồng cánh kép. Tiếp theo em lưu một cặp đỏ nhung lá cẩm thạch. Cây này cao 47, cây này cao 49. Thì một cặp như thế này giao của chú anh chị mình là 350.000. Ok. Vườn của Như Ý thì đa số cây giống rất là nhiều, bà con cứ liên hệ với Như Ý nha bà con. Rất là nhiều loại giống bà con có thể chọn lựa. Tiếp theo là một combo gồm 6 loại sọc. Đầu tiên cánh bầu cao 27, mỹ cam sọc cao 19, đời đầu cao 13, hường sọc cao 35, bến tre cao 23, cứng sọc cừ cao 27. Thì combo gồm 6 loại sọc này luôn của chú anh chị mình là 300.000, sẽ tặng kèm một cây phụng hoàng lửa nha. Rồi, tặng kèm một cây giống phụng hoàng lửa tầm khoảng 1 tấc. Dạ. Bình quân cây cao tầm tấc trở lên hết. Dạ. Tiếp theo là đỏ kép.
cao 27. Thì mỗi cây đó các chị luôn của chú anh chị cao như thế này là 250.000. Cây này 4 cái tường, 4 bên như cái đó, 250. Dạ. Rồi. Tiếp theo là một cặp phụ lần nữa. Thì cao 56. Thì cao 55 thì một cặp như thế này cho luôn của chú anh chị mình là 300.000. 300.000 cặp ha. Cây này tường nó đang đi đều rồi nha bà con. Tược lên tự do rồi xuống luôn. Em lên như một số cây lứa nha. Đầu tiên là cây vàng sọc đời đầu mã số 1. Vàng sọc đời đầu, vàng sọc Tiền Giang. Cây này cao 58, tán ngang của nó là 38. Cây này bo tược nhiều ha. Rồi giá sao đây? Mã số 1 này luôn của cô chú anh chị mình là 400.000. Mã số 2 cũng là một cây vàng sọc đời đầu. Vàng sọc Tiền Giang. Đây cây này có mặt hoa ha. Cây này cao 60 nha. Đây búp. Đọt hồng. Cây xá tắc vàng gốc bằng ngón út. Đây. Rồi. Cây vàng sọc đời đầu với luôn với cô chú anh chị mình là 350.000 mã số 2 nha. Cây vàng sọc đời đầu luôn. Cây này thì đang có búp nha. Cây này cao 51. Cây này cũng là 33. Đây, cây này búp đang chuẩn bị nở. Đây nè, đây quá sung rồi. Chỗ này bằng ngón út luôn. Vàng tượng rất là sung ha. Rồi giá sao đây? Mã số 3 nha, cây này sọc đời đầu với anh chị mình là 400.000. 400.000. Cây vàng sọc đời đầu luôn. Cây này cao 64 thì mã số 4 vàng sọc đời đầu luôn. Cái này là 300.000 em bao ship luôn nha. 300.000 rồi. Mấy cây này là thùng chậu luôn nha. Sống trong chậu từ bé ha. Cái này chậu đất nặng dữ luôn nha bà con. Mã số 5 là một cây đỏ nhung lá cẩm thạch. Cây này cao 48. Thì mã số 5 như luôn của chú anh chị đỏ nhung lá cẩm thạch là 200.000. Mã số 6 cũng là đỏ nhung lá cẩm thạch. Cây này cao 54 tượng, cũng đang có 3-4 tượng nha. Đang bung tượng ra tự nhiên nha bà con. Thì mã số 6 giao luôn của chú anh chị mình là 250.000. Mã số 7 cũng là một cây đỏ nhung lá cẩm thạch. Cây này cao 35. Cây tàn tựa ra cũng bung đều ha, tứ diện luôn. Cây này là lớn lên phơm tàn đẹp nè. Rồi thì mã số 7 mà nói chung luôn chú anh chị mình là 250.000. 250.000 300.000 thì như ý bao ship. Thì bây giờ bà con thêm 50.000 cái cây giống gì đó thì đơn hàng chẳng. Thì tiếp theo là mã số 8 cũng là một cây đỏ nhung lá cẩm thạch. Cây này cao 86. 86 hay 68? 68 à. Đúng không? 65. Lộn, 68 tới 86. Cây này cao khoảng 68 65 nha bà con. Chỗ này bằng đầu được điếu thuốc lá. Trên này được 3 tượng, thấu thân lên khoảng chừng gang tay. Dạ. Rồi. Mã số 8 đỏ nhung la cho cùng chú nhà mình là 300.000 bao ship nha. Cây vậy bà con cắt ba cái đọt ra cái con nhân giống cái con cái tàn nó lại là tròn thu. Mã số 9 cũng là một cây đỏ nhung lá cẩm thạch. Cây này cao 42. Thì mã số 9 này cho cùng chú nhà mình là 200.000. Mã số 10 cũng là một cây đỏ nhung luôn. Cây này cao 52. Cây này cũng có tàn tựa rồi ha. Rồi. Mã số 10 đỏ nhung luôn của chú chị mình là 250.000. Bình quân mỗi cây bằng điếu thuốc lá. Mã số 11 là một cây mỹ đỏ hoa mai. À, đỏ rực rồi ha. Quá chừng luôn rồi. Cây này cao 86 nha. Tán ngang của nó là 53. Dưới đây thì được cái bộ đế nó cũng độc lạ nha bà con. Lòi đế ra lên đây được hai thân, đây thân này vậy bà con. Nếu mà dán lục lực thì bà con cắt cái tường này, thoát thân thì cắt tường này, được cao lên bên đây. Được hai dán.
Rồi giá sao đây? Giao lưu. Dạ, mã số 11, cây bí đỏ Amai giao lưu cùng với chú anh chị mình là 400 ngàn, em bao ship luôn nha. Dạ. Cây đó được hai cái dáng nha bà con. Mã số 12 của em là G1 cầm vàng kép nha. Vàng kép. Cây này cao 89. Cây này cao 75. Thì một cặp vàng kép cho luôn cùng với chú chị mình là 300 ngàn, em bao xếp luôn nha. Một cặp, một cặp vàng kim cúc là vàng anh ghép nha bà con, để bo lên nhiều nè. Hoành chỗ này gần bằng ngón út của mình ha, hôm nay cũng vậy luôn. Hoa rồi, mã số 13 của em là một cặp, mã số 12 chứ là một cặp hường kép. Hường kép có mặt hoa rất rất là đẹp. Cây này cao 77. Cây này cao 95. Một cặp hường kép cho luôn cùng với chú anh chị mình là 400 ngàn, em bao ship luôn nha. Hoành này gần bằng ngón trỏ luôn bà con ơi. Hôm nay thì cũng cũng khảo vậy luôn, gần bằng ngón trỏ mình. 400k bao ship đi. Dạ. Rồi. Hoa đặc biệt cái dòng cánh kép nó rất là đẹp nha bà con. Nhiều cái cánh nó gộp lại, nó dùng lên với những bông cúc vậy đó. Tiếp theo là một cặp vàng sọc. Vàng sọc cánh bọc. Cây này cao 70. Cây này cao 87. Thì một cặp vàng sọc này giao lưu cũng với chị mình là 350.000 nha. 350k. Em bao ship luôn. Cây này sống chậu từ bé tới lớn luôn nha bà con. Bằng bự gần bằng ngón út của mình luôn. Bên đây thì cũng thân chính là gần bằng ngón út luôn. Được 4 năm bo như thế này nè. Về bà con cắt ra nhân giống cái này, chừa lại cái này, thay vô cái chậu mới. Dạ. Rồi. Đây là phụng hoàng cam nha bà con. Bông này nè, phụng hoàng cam. Ý lộn, phụng hoàng kim. Tiếp theo là một cặp hương sọc. Hương sọc đang có mặt hoa. Cây này cao là 1m. Cây này cao 98. Thì một cặp hương sọc này với luôn của chú anh chị mình là 300.000, em bao ship luôn nha. Cái đây là ngón trỏ mình nha bà con, bằng gốc ngón trỏ. Cái này thì bằng ngón út. Hương sọc cây nào cũng có đại diện mẫu hoa hết ha. Cái này nhìn nè. Rồi 300k. Cây hồng kép. Hồng cánh kép. Cây này cao 75. Tán ngang của nó là 40. Hoành gốc bằng ngón út luôn. Cây này sống trong chậu từ bé luôn. Hoành gốc. Mã số cuối cùng là hồng kép cho luôn của chú chị mình là 200.000. Thì đây cũng là ngay của clip. Thì rất mong quý chú anh chị cũng xem phần clip này cái này thật là nhiều. Nếu như kênh của anh Lim nha, thì hẹn lại quý cô chú anh chị ở clip tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị một ngày xem clip thiệt là vui vẻ. Rồi, cảm ơn Như Ý nha. Cảm ơn bà con đã xem clip nha bà con. Hiện tại mình thấy cái cây này đẹp, rất là đẹp. Mà em trang trí chứ không có bán hả Ý? Bán luôn anh ạ. Bà con nào thấy có cây này yêu mến thì cứ liên hệ giao lưu cây luôn ha. Ta thấy cây này hoa đẹp nè, rộ bông hết trơn luôn. Rồi, cảm ơn bà con rất là nhiều nha. Hẹn bà con gặp lại vào những clip khác nha bà con. Chúc bà con một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình nha. Gần cuối tuần rồi bà con ơi. Rồi, chào bà con nha.